Xin chào nhà, mình tiếp tục quay trở lại với kênh Đồ Cổ Cần Thơ vào clip mới nhất vào buổi trưa ngày 4 tháng 10. Thì hôm nay thì bên kênh Đồ Cổ Cần Thơ của em cũng có về được một số sản phẩm để giới thiệu và giao lưu với cả nhà mình trong video ngày hôm nay. Xem được nhớ giúp em cho xin một like, được đăng ký kênh cả nhà mình nha. Mai mốt cả nhà mình có đăng ký kênh thì mai mốt em lên những clip tiếp theo thì cả nhà mình cũng có thể xem được ha. Sau đây là sản phẩm đầu tiên của ngày hôm nay. Đó là một tác phẩm rất là đẹp. Nó có một cái tên gọi rất là hay nha. Đó là Nữ Thần Tiền Tệ ha. Đây là một trong những tác phẩm rất là đẹp của ngày hôm nay. Chất liệu thì bằng đồng, có tổng trọng lượng là khoảng 3 ký 6 cho tác phẩm Nữ Thần Tiền Tệ nha. Và chiều cao của tác phẩm này nó rơi vào khoảng là 34 cm và bề ngang là cỡ khoảng là 13 cm nha. Đây là hình ảnh một cô gái ha, nó đại diện cho tiền tệ nha, Nữ Thần Tiền Tệ ha. Người đang ôm một cây bên đây là đổ rất là nhiều tiền như đây ha, và dưới chân là cũng là rất là nhiều tiền luôn nha, Nữ Thần Tiền Tệ ha. Đây là một những tác phẩm rất là đẹp của ngày hôm nay, cũng ít có gặp tượng Nữ Thần Tiền Tệ nha cả nhà mình ha. Rất là đáng để xem nha, đồng nguyên khối ha, Nữ Thần Tiền Tệ. Thì tác phẩm này ở mã số đầu tiên có giá giao lưu với cả nhà mình là 1.800.000 cho tác phẩm Nữ Thần Tiền Tệ ở mã số 1 ngày hôm nay nha. Rồi tiếp theo mã số 2 ngày hôm nay, đó là một tác phẩm tương đối là đáng để sưu tầm mà cũng rất là đẹp. Đó là hình ảnh một tượng Phật Di Lạc đang cưỡi trên một cái con trâu nha. Có tổng trọng lượng là rơi vào khoảng là 4 ký 6. Chiều dài của tác phẩm này rơi vào khoảng là 35 cm. Chiều cao là cỡ khoảng là 27 ha. Chiều cao để em đo lại cả nhà xem ha, 27 cm nha. Chất liệu thì được làm bằng đồng. Hình ảnh ông Phật Di Lạc cười rất là tươi ha, cầm một khẩu vàng, gánh cái bao tiền cỡ trên một con trâu. Rất là to. Đây là một tác phẩm mình về để trưng bày sưu tầm thôi khỏi chê ha. Tác phẩm này có giá giao lưu cả nhà 2.500.000 nha, cho tác phẩm Di Lạc cỡi trâu của ngày hôm nay ha. Và mã số 3 đó là một cặp kèn kem mút, hay còn gọi tên là một cặp kèn xe đạp, hay còn có một cái tên gọi khác nữa là kèn khiến heo ha. Chiều cao là cỡ khoảng là 18 cm và bề ngang nó cỡ khoảng là 7.5 cm nha. Nó có tiếng kêu rất là đẹp nha, kem mút ha, hoặc là khiến heo nha. Cái này hoặc là một số người thì người ta dùng để trong những cái ghe hàng ở dưới sông ha. Ở dưới miền Tây thì đa số cây kèn này dùng để gắn vô mấy chiếc ghe hàng nha. Khi mình bóp thì những người ở xa cũng có thể nghe mà đón được để mua những vật phẩm mà mình cần thiết ha. Cặp này có giá giao lưu cả nhà mình là 600.000 nha, cho một cặp kèn game mút mà số 3 ha. Số 4 đó là một tác phẩm Chúa Tể Bầu Trời nha, là ảnh đại vàng ha, đang đậu trên một cái cành tùng rất là đẹp, chất liệu bằng đồng ha. Tác phẩm này có tổng trọng lượng là rơi vào khoảng là 1 ký 6 nha. Chiều cao tổng thể là 21 cm và sải cánh của nó là cỡ khoảng 20 cm. Đây là một con đại vàng rất là đẹp, rất là to, sải cánh rất là đáng để sưu tầm ha. Sắc nét từng chi tiết nha, không thể nào bỏ qua tác phẩm này ha. Chúa Tể của Bầu Trời nha, đại vàng ha. Tác phẩm này có giá giao lưu với cả nhà 1.4 triệu nha, cho một con đại vàng như thế này ha. Xem là Chúa Tể của Bầu Trời nha. Rồi đây là mã số 4. Mã số 5 của ngày hôm nay là em có thứ nhất là có hai sản phẩm để giới thiệu cùng cả nhà mình nha. Thứ nhất là có một bộ truyện 12 con giáp. Một bộ truyện 12 con giáp chất liệu bằng đồng ha. Mỗi một con là một cái truyện khác nhau nha. Và đường kính của mỗi cái truyện này rơi vào khoảng là 3.3 cm. Và mỗi một cái truyện 12 con giáp là 12 con là 12 cái ấn khác nhau ha. Chất liệu thì bằng đồng nha. Chất liệu bằng đồng đỏ, rất là đáng để sưu tầm ha. Bộ truyện 12 con giáp thì có giá giao lưu với cả nhà mình là 1.200.000 nha, coi như là 100.000 con, rất là đáng để sưu tầm ha. Và bên cạnh đó là có một cái khay đồng nha, khay đồng với hình ảnh là phu thê ha. Đây là một cái khay đồng, chất liệu đồng rất là đẹp, hình ảnh là một người nam và một người nữ nha. Khay này về mình cũng thể là dùng để sưu tầm trưng bày, hoặc là dùng để khay trà ha, khay trà khay rượu nha. Đường kính là 24 cm ha, bề ngang là cỡ khoảng 20. Cái khay này có giá giao lưu với cả nhà mình là 800.000 nha. Rồi cái khay này ha. Và cái bộ 12 con giáp là 1.200.000. Thì cả nhà có nhu cầu sưu tầm thì cứ liên hệ trực tiếp em qua số điện thoại bên trên màn hình nha. Đây là mã số 5. Rồi số 6. Số 6 hôm nay là còn được một con rồng chất liệu bằng đồng. Đây là một con rồng nhãn ngọc Phương Châu ha. Con rồng này có chiều cao là rơi vào khoảng là 18 cm, bề ngang là 12 nha. Chất liệu bằng đồng ha, rồng nhãn ngọc Phương Châu. Hình ảnh nguyên một con rồng đang đưa cái đuôi lên trời nha, nhả ra một cái viên châu ha, nhãn ngọc Phương Châu rất là đẹp.
Đây là tác phẩm rất là đáng để sưu tầm, mình để mình trưng bày cái bàn làm việc phòng khách thì thôi khỏi chơi nha. Gồng là thể hiện cho quyền lực và sức mạnh ha. Ở đáy này có chuyện luôn nha. Con này có giá vô luôn cả nhà mình là 950.000 cho tác phẩm gồng nhãn ngọc Phun Châu nha. Rồi mã số 6. Mã số 6 hôm nay là một không con gồng là mã số rồi, tiếp theo mã số 6 là giới thiệu và giao lưu với cả nhà mình hôm nay làm còn được một cái ấm con chuột. Đây được xem là một trong những ấm rất là độc lạ nha. Hình ảnh nguyên một cái chú chuột rất là to nha. Cái này giống như là chuột sa hủ nếp ha. Có cái nắp ở trên này, ở dưới đáy này có chuyện luôn. Gắm ấm chuột này chiều dài là có khoảng là 16 nha, chiều cao là có khoảng 14 cm. Và có giá giao lưu cả nhà 950.000 cho một cái ấm con chuột vậy nha. Rất là to, rất là đáng sưu tầm nha, chuột sa hủ nếp ha. Đây là mã số 6. Rồi mã số 7. Số 7 của ngày hôm nay đó là một cái cặp bình đồng tứ linh nha. Long Lân Quy Phụng. Đây là một những tác phẩm rất đặc biệt ha. Bốn linh vật được hội tụ vào trong một cái cặp bình này rất là đáng để sưu tầm nha. Mặt trước là ảnh Long Lân. Trên đây là có chữ lộc ha. Tổng trọng lượng là 7,5 kg. Chiều cao là cỡ khoảng là 36 cm và đường kính miệng là 12. Bao cả nhà mình chuẩn đồng luôn nha. Mặt trước là ảnh chạm nổi Long Lân. Rồi quay qua mặt sau thì mình thấy là Quy Phụng ha. Tứ linh nha, bốn linh vật hội tụ trên một cặp bình này thì thôi khỏi chê nha. Mặt sau là Quy Phụng ha, tổng trọng lượng là 7,5 kg. Và tác phẩm này có giá giao lưu cả nhà 3,3 triệu ha, cho một cặp bình tứ linh Long Lân Quy Phụng ha. Đây là mã số 7. Số 8 đó là một tác phẩm là thuận bồm xuôi gió. Đây là một chiếc thuyền bồm nha, mang đầy ý nghĩa là thuận bồm xuôi gió ha, mang nhiều tiền tài tài lộc nha. Mọi việc đều thành công ha. Chiều cao là cỡ khoảng là 15 cm. Chiều dài của con gồng rơi vào khoảng là 19 cm. Chất liệu thì được làm bằng đồng, tổng trọng lượng là 1,3 kg cho một tác phẩm nguyên một chiếc thuyền gồng thượng bồm siêu gió ha. Ở đáy này có chuyện luôn, tác phẩm này có giá giao lưu với cả nhà mình là 1,2 triệu cho một chiếc thuyền thượng bồm siêu gió. Ở mã số 8. Mã số 9 là một tác phẩm cũng tương đó là đáng để sưu tầm nha. Đó là một cái sông trầm tam hạt đạp Long Quy. Đây là một hình ảnh rất là đẹp, hình ảnh ba con hạt đạp trên hình ảnh đạp trên có con rùa quá gồng ha. Đây là một trong những tác phẩm phong thủy nha. Cái này là một cái đỉnh lưu trầm, mình có thể dùng, có thể làm đỉnh hoặc là mình có thể để đốt trầm luôn nha các em ha. Ba con chim hạt đạp trên hình ảnh đạp trên con Long Quy nha. Chiều cao là có khoảng là 22 cm, bề ngang là có khoảng 10 ha. Và tác phẩm này có tổng trọng lượng là 1,2 kg và có giá giao lưu với cả nhà mình 1,4 triệu cho sông trầm tam hạt đạp Long Quy nha. Ở mã số 9. Số 10 đó là một tượng Di Lạc Ngũ Phúc. Đây là một tác phẩm rất là đẹp. Di Lạc Ngũ Phúc nha. Tác phẩm này có tổng trọng lượng là 4,2 kg. 4,2 kg cho tác phẩm này ha. Và tác phẩm này á có chiều dài là có khoảng là 24 cm, rồi chiều cao là 14 cm nha. Trên đây là hình ảnh là Di Lạc Ngũ Phúc ha. Di Lạc Ngũ Phúc, xin lỗi cả nhà nha. Ở đây nó có chữ Hoàng Sự Như Ý nữa ha. Và đáy này là cái đáy rỗng nha. Tác phẩm này có giá giao lưu với cả nhà mình là 2,2 triệu cho tác phẩm Di Lạc Ngũ Phúc nha. Giờ gồm có năm đứa trẻ nè. Đây có hình ảnh bàn cờ nè. Đứa bé ôm cá chép ở đây. Rất là đẹp ha. Rồi, tác phẩm này có giá giao lưu với cả nhà mình là 2,2 triệu nha, cho mã số 10. Rồi 11 có hình ảnh một con cá chép ngậm cây gậy như ý. Hai bên là họa tiết rất là đẹp. Có chiều cao là 19 cm và bề ngang là có khoảng là 13 cm nha. Chất liệu được làm bằng đồng rất là đẹp ha. Đây được xem là một những tác phẩm rất là đẹp về cá chép nha. Cá chép ngậm cây gậy như ý ha. Ở đáy nó có chuyện luôn. Tác phẩm này tổng trọng lượng là 1,6 kg và có giá giao lưu cả nhà 950.000 ha, cho con cá chép này nha. Đây là mã số 11. 12 là một tác phẩm ấm bếp lò. Đây là một tác phẩm gồm có hai bộ phận, thứ nhất là cái ấm, thứ hai là cái bếp lò nha. Chiều cao là cỡ khoảng là 27, rồi bề ngang là 14 cm. Ở đây là có hình ảnh chạm dơi, qua đây có chữ nè, hình ảnh chạm con dơi phía ngoài ha. Còn cái chân là bốn cái chân vôi rất là đẹp. Và tác phẩm này có giá giao lưu cả nhà 1,6 triệu nha, cho một cái bộ ấm bếp lò này ha. Ở mã số 12. 13 đó là một cặp vàng ủi con gà xưa Việt Nam nha. Đây là một cặp vàng ủi con gà của Việt Nam mình ha. Chiều cao là cỡ khoảng là 17, bề ngang là
bề ngang là 10-17 cm nha. Và cặp bằng ủi này có giá giao lưu với cả nhà mình là 1.800.000 ha. Cái này có 2, 4, 6, 8 lỗ. Đây là 2, 4, 6, 7 lỗ. Một cái 7 lỗ, một cái 8 lỗ nha. Tổng trọng lượng của hai cái này rơi vào khoảng là 3,3 kg. Và có giá giao lưu cả nhà 1.800.000 nha. Cho mặt số 13. Rồi 14 là một con đại bàng ha. Con đại bàng đang bắt tay nha, với nghĩa là hợp tác hòa bình ha. Chiều cao của tác phẩm này rơi vào khoảng là 27, bề ngang là 20 cm, chất liệu thiệt là bằng đồng ha. Như một con đại bàng đang bắt tay nha, rất là đẹp, rất là sắc nét ha. Tác phẩm này có tổng trọng lượng là 2,5 kg và có giá giao lưu với cả nhà mình là 1.800.000 nha cho con đại bàng này ha. Đây là mã số 14. Rồi 15 đó là một cái đỉnh trầm rồng, có 3 con rồng rất là độc lạ, chiều cao 20 cm, bề ngang là cỡ khoảng là 11 nha. Ở trên đây là hình ảnh con rồng trên, và đây là hai bên là hình ảnh hai qua là hai con rồng nữa, rất là độc nha. Và chân là ba chân lân. Tổng trọng lượng là rơi vào khoảng là 1,1 kg ha. Và có giá giao lưu với cả nhà mình cái sông trầm này á, đây này cạm cái chạm dơi nha cả nhà mình nha, là 1,4 triệu nha cho cái sông trầm này ha. Đây là mã số 15. 16 đó là Phật, đây là hình ảnh Phật gắn nha. Đây là hình ảnh một vị Phật ha, phía sau là có 2, 4, 5 con gắn rất là độc lạ nha. Chiều cao là 17, bề ngang là cỡ khoảng là 15, có tổng trọng lượng là 2,6 kg. Có giá giao lưu với cả nhà mình Phật gắn này, có giá giao lưu với cả nhà mình là 2.200.000 nha cho tượng Phật gắn nha, rất là độc ha. Rồi tiếp theo mã số 17 đó là một tượng thiên thủ thiên nhãn ha, nhìn tay nhìn mắt, chất liệu bằng đồng. Đây là một trong những tượng rất là đẹp ha của ngày hôm nay, chất liệu bằng đồng, chiều cao là rơi vào khoảng 40 cm, bề ngang là cỡ khoảng là 22, chất liệu bằng đồng ha, chi tiết rất là đẹp ha. Đây là mặt sau nha, và tượng này có giá giao lưu với cả nhà mình là 2,5 triệu ha cho tượng Phật thiên thủ thiên nhãn, mã số 16. Rồi không, mã số 10, 17 nha nha. Đây là mã số 18. Đây mã số 18 là có hai cái bàn ủi. Mã số 18 là hôm nay là em có hai cái bàn ủi full đồng, hai năm khác nhau để giới thiệu cùng cả nhà mình nha. Một cái là con rồng, một cái là con gà đó, tất cả đều là full đồng hết. Một cái là có con gà nổi, một cái là con rồng nổi nha. Cái con gà nổi này á là năm 1882, ở trong này còn đầy đủ nha, dĩ than luôn ha. Đây có 1882 luôn nha, ở trong này có 1882 luôn ha. Đã vệ sinh phía ngoài là như đẹp như vàng 18 luôn nha, nổi gà rất là đẹp, năm 1882 ha. Và tất cả đều bằng đồng luôn nha, cán này cũng bằng đồng luôn, đa số mình chỉ thấy cán cây thôi, này là cán đồng luôn ha. Và một bên là con rồng năm 1908, đây nguyên con rồng ha, con rồng năm 1908 có con ở trong. Và hai cái này thì có giá là 3,8 triệu một cái. Cả nhà mình có lấy cái nào thì báo em nha, tất cả đều full đồng ha. Một cái nó nặng là cỡ khoảng hơn 7,5 kg ha, rất là nặng nha. Một cái là hơn 7,5 kg một cái nha. Đây là mã số 18 của ngày hôm nay. Rồi tiếp theo mã số 19. 19 đó là một con đại bàng ha, đại bàng đang bay trên Vạn Lý Trường Thành. Con đại bàng rất là đẹp, đang bay trên đang bay trên Vạn Lý Trường Thành nha, rất là đáng để sưu tầm ha. Chiều cao là cỡ khoảng là 23, bề ngang là cỡ khoảng là 12 cm, chất liệu bằng đồng. Nguyên một con đại bàng đang sải vô đôi cánh trên Vạn Lý Trường Thành, một trong những kỳ quan thiên nhiên thế giới ha. Con này có giá giao lưu cả nhà 1,4 triệu nha cho con đại bàng này nha. Đây là mã số 19 của ngày hôm nay ha. Rồi 20 đó là một bộ 20 đó là một bộ 12 vị tông đồ trong bữa tiệc ly ha, bên đạo. Cái này có tổng trọng lượng là 3,7 kg và chiều dài của cái bệ đồng á rơi vào khoảng là 30-31, còn ở dưới là cái đế gỗ là 36, chất liệu bằng đồng nha các em nha. Và bộ 12 vị tông đồ này á thì có giá giao lưu với cả nhà mình 2,5 triệu ha cho bộ 12 vị tông đồ chất liệu bằng đồng nha. Đây là mã số 20. Rồi 21 hôm nay là một bình rượu Tây Tạng chất liệu bằng đồng, rất là độc lạ, rất là đẹp luôn ha. Bình rượu Tây Tạng nha, chiều cao là cỡ khoảng là 20,
bề ngang là 12 cm, tổng trọng lượng là 1 kg mốt, và có giá giao lưu với cả nhà mình là 1.200.000 cho bình gỗ Tây Tạng này nha. Rồi mã số 22 của ngày hôm nay đó là một tượng, 22 đó là một tượng mẹ Quan Âm lá đề chất liệu bằng đồng xưa, có chiều cao là 28 cm, bề ngang là 10 cm, chất liệu bằng đồng xưa luôn nha, rất là đẹp ha. Và tượng này có giá giao lưu với cả nhà mình là 1.200.000 nha, cho tượng Quan Âm lá đề chất liệu đồng xưa nha. Đây là mã số 22. Rồi mã số 23 hôm nay là Quan Âm mặt trăng, có chiều cao là cỡ khoảng là 25 cm, bề ngang là 7 cm nha. Quan Âm mặt trăng ha, đáy này có chuyện luôn nha. Tượng Quan Âm mặt trăng này có tổng trọng lượng là khoảng 1.4 kg, và có giá giao lưu với cả nhà mình là 950.000 cho mẹ Quan Âm mặt trăng ha, ngồi trên mặt trăng nha. Rồi mã số 24 là một bộ tượng đồng cũ, rất là đẹp, chiều cao là cỡ khoảng là 24, rồi bề ngang là cỡ khoảng 13, trên đây là có 5 vị Phật, rất là đẹp nha, tuổi đời rất là sâu tuổi rồi nha, tượng này rất là lâu đời ha, chất liệu đồng, và có giá giao lưu với cả nhà 1.800.000 nha cho một tác phẩm như này ha. Mã số 24. Rồi mã số 25 ngày hôm nay là còn được 2 cái gạt tàn giới thiệu và giao lưu với cả nhà mình nha, hai cái gạt tàn của trung tâm huấn luyện thi quân lục chiến Huế Đà Nẵng ha. Một cái nhỏ là có đường kính là 11 cm, cái lớn là 17 cm nha, cái nhỏ là khoảng 1 kg, còn cái lớn là có khoảng là 2,7 kg của Huế Đà Nẵng ha, chất liệu đồng nguyên khối cả nhà nha. Cái nhỏ thì 750.000 nha, cái lớn thì 1.500.000. Cả nhà có nhu cầu sưu tầm cái nào thì liên hệ em ha. Đây là cái lớn, rất là nặng, rất là dày ha, trung tâm huấn luyện Huế Đà Nẵng nha. Đây rồi, đây cũng là mã số cuối cùng của clip ngày hôm nay. Cảm ơn cả nhà em đã ủng hộ kênh Đồ Cổ Cần Thơ em trong thời gian qua nha, xem được nhớ giúp em cho em xin một like hoặc được đăng ký kênh cả nhà em ha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại cả nhà mình vào clip sau nha, có những sản phẩm độc và lạ hơn nha.